những năm qua bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với sở y tế thẩm định điều kiện và ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện qua đó ngày càng có thêm nhiều người dân được đảm bảo chăm sóc sức khỏe Năm 2009, Bảo hiểm xã hội ký hợp đồng với 16 cơ sở y tế công lập. Đến năm 2023, số cơ sở y tế ký kết khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tăng lên 31 cơ sở, bao gồm cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Ngoài ra, còn có 154 trạm y tế xã triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế thông qua hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với Trung tâm Y tế quyền hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực bên cạnh đó chất lượng công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng bảo hiểm y tế từng bước được nâng lên người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế thuận lợi hơn quyền lợi được đảm bảo Ngoài ra, việc tham gia của các cơ sở khám chữa bệnh ngoại công lập cũng có phần giảm tải cho hệ thống công lập và đưa dịch vụ khám chữa bệnh về gần dân, thuận lợi cho người dân trong khám chữa bệnh. Do vậy, số lượt và số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng mạnh qua các năm. Năm 2009 có hơn 2,2 triệu lượt khám, với số tiền chi hơn 116 tỷ đồng. Năm 2023 có hơn 2,3 triệu lượt người khám, với số tiền chi hơn 733 tỷ đồng, tăng 5,7% về số lượt người và tăng gần 530% về